Con hello, gửi lại chào bà con nha. Thì anh em Thịnh Đỉnh Trang sẽ lên sóng và cập nhật một số cái mẫu xe cho anh em mình xem nha. Thì em đầu tiên này em Previa sớm dậm đi nè anh chị. Bị chỗ ngồi cửa lùi điện. Để cho anh em mình xe này với tầm tiền cực kỳ rẻ và hợp lý luôn nha. 498 triệu, cửa lùi điện, cửa sổ trời, ghế điện, keo dị nguyên zin, cảm biến đầu đít, máy 2.4, 100 cây này mà đi có 89 lít thôi. Form dáng cực kỳ đẹp luôn. Kêu bằng Previa anh chị nha, cửa lùa 7 chỗ, ghế thương gia, nút đề start top anh chị nha. Dòng xe này nhập. Form dáng rất là đẹp anh chị nha. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Fortuner này thì cũng khách nhưng mà em còn một xe giống vậy y chang vậy luôn mà màu đen nha. Số tự động 2 cầu, bán có 300 mấy thôi. Đang bảo dưỡng chị, đang làm sơn làm đẹp lại ha. Tida thì giá cũng rẻ, Nissan Tida này thì có 230 triệu thôi. Bên mình thì nhiều xe lắm, hôm nay cũng nhật khách cũng đông anh em. Để quay cập nhật một số cái mẫu cho anh em mình xem. Ngủ xíu đi thôi. Ngủ xíu đi chạy bệnh. Ngủ xíu đi chạy bệnh. Đây có con Civic này mới vừa sơn cản trước với đánh bóng lại xong rồi anh chị ha. Em này thì đang để cho anh em mình với số tiền là 225 triệu. 225 triệu là anh em mình đã có con Civic này rồi. Rất là đẹp anh chị nha. Số sàn đời 2008. Bên em thì có Civic tự động nè. Số sàn nè. Civic số sàn còn 3 xe anh em qua lựa ở những chi nhánh số 1 và chi nhánh số 2. Đó thì anh em nào quan tâm dòng nào thì cứ liên hệ cho em qua số là 0866 6789 71. Có xem là có bớt và có chạy thử là có bớt nha. Thì địa chỉ thì anh em cứ gọi lên Google Thịnh Bến Tre thì vị trí là tới thôi. Rất là nhiều nha. Ở đây có một con Civic này cũng mới về nè, mới đi sơn lại cản trước bị chạy tí xíu này anh em nha. Bị chạy tí xíu ở đây ha. Chỉ vậy thôi, còn lại zin hết. Chạy mới 65.000, máy 1.2 bản full và cao cấp nhất của dòng Civic nha. Nó bao gồm là ABS nè, túi khí nè, gạt mưa, 3 ga nóc. Đó, vỡ nhớ ta. Vậy thôi á. Nói chung là xe này rất là đẹp. Nói chung là nguyên zin chạy 60.000 bản cao cấp nhất của dòng Civic 2013. Thì xe này đi mới có 60.000 thôi. Để cho anh em mình em xe này là 169 triệu là anh em đã có con Civic gia đình bản đủ chạy 60.000 nguyên zin không lỗi. Đăng kiểm tháng 2 2024 anh chị nha. Nhân viên lóc cửa này. Đó, anh em thấy không? Phong dáng rất là đẹp nha. Nhỏ gọn dễ chạy xinh xinh ha. Ở đây thì có thêm con Livina dây. Dây này thì hôm qua em chưa quay cho anh em mình xem. Dây này thì có dây này có 128 triệu à. Biển 93 nha. 128 cành, 7 chỗ ngồi. Đăng kiểm dài 4 mâm 4 vỏ mới nè. Xe này thì dơ quá, anh chưa rửa, mơ sẽ rửa cho anh em mình xem nha. Đó, Livina thì giá rẻ hơn. Livina 212 thì có 200 mấy thôi. Đó, có 170 à. Ở đây có Orlando, hôm qua có quay rồi nè anh chị. Orlando 2, em này là 2017, số tự động, máy 1.8, cửa trời. Em này đi mới có mấy chục ngàn thôi. Em này thì đang để cho anh em mình là 355 triệu. Ở đây có Escape 2009, 2 cầu điện, số tự động anh chị nha. Đó. Dòng xe Mỹ số tự động, 2 cầu điện luôn. Thì xe này đang để cho anh em mình với tầm tiền có 230 triệu. 230 triệu là anh em đã có xe số tự động của Mỹ rồi. Còn Innova này thì bên mình nhiều lắm anh chị. Còn tới 6-7 xe Innova Z dẫn anh em qua lựa nha. Innova Z này thì đang để cho anh em mình với tầm tiền là 170 triệu nha. Còn mấy mẫu anh em qua lựa ha. Đó. Đăng kiểm mới, mâm lớp vỏ đẹp, sơn siêu ok. Đó. Avante nữa nè. Avante màu trắng xe đẹp anh chị. Xe này mới vừa đánh bát siêu nguyên xe luôn. Đăng kiểm tháng 7/2024 mới vừa đăng kiểm mới. Xe này thì đang để cho anh em mình là 255 triệu có giảm nha. Đó, Innova quá trời anh em thấy không? Civic nè, Atis nè, Atis G có 150 mấy triệu cũng có mấy anh em đang xem nữa. Đó, xe rẻ như xe máy nè. Chủ yếu máy em lấy thôi chứ giờ không biết xem gì giờ. Xe du lịch mà rẻ hơn xe máy nữa. Mấy chiếc thắt mình đi ở nhà mình đi đã mua 200-300 rồi. Xe không du lịch này có 100 mấy triệu. Ghé bèo đi được 5 người nữa. Hyundai Avante nè anh chị ha, 255 triệu sơn si mới nè. Anh em mua về đi thôi, rất là đẹp nha. 255 đúng xe gia đình, không lỗi, không taxi, không dịch vụ anh chị nha. Đó. Còn Atis này biển số xanh xuống số trắng ha. Nhiều lắm anh chị nha. Có con Camry nè, biển số xanh xuống số trắng luôn nè, xe cơ quan à. Xe này xe của cơ quan xuống biển anh chị ha, mình mới xuống biển ra tên thôi. Xe này thì có là cọp, bản này là bản 2.2, số sàn, ABS, túi khí. Xe này thì đang để cho anh em mình với tầm tiền là 170 triệu nha. Đó, 170 triệu, Innova thì cũng có 175 thôi. Ở đây có Civic số tự động nữa nè, đời 2015, Civic 2012 chứ, đúng rồi, 2012 mẫu mới. Thì xe này thì bên mình đang để là 350, để em còn cái. Nhiều xe quá em không nhớ rõ, anh em thông cảm nha. Em này thì cực kỳ đẹp rồi. 355 anh chị nha, máy 1.8, 2012, form mới nha. Phong cũng không mới bên mình còn nhiều ha. Atis thì rẻ, Atis con trăm mấy thôi. Nhiều lắm, để em cập nhật thêm một số cái mẫu bên này nữa nè. Mẫu bên này bên mình còn một Mondeo, còn Crew nữa nè anh chị. Nói chung thì nhiều xe lắm, anh chị qua lựa thoải mái nha. Chiều nay rảnh quen dòng cho anh em mình xem và đánh giá và
cảm nhận với em Thịnh nha. Đó, Mondeo số tự động đời 2012, xe cửa sổ trời, ghế điện, máy gầm ngon, sơn xi đẹp, biển Bến Tre. Xe này thì đang để cho anh em bà con mà với tầm tiền là có 295 triệu, 295 triệu là có Mondeo của Mỹ 2012 rồi. Cái đây thì có Crew bên mình còn nhiều, Crew mình còn 2010, 2011, 2012. Crew này đang để cho anh em mình là 215 triệu nha. Full đồ chơi, cặp mắt mắt mèo nè, mâm lớp vỏ đẹp nè, máy gầm ngon nè. Đang kiểm tới cuối năm anh chị nha. Nhiều lắm anh chị ơi, anh chị qua lựa thoải mái đi, nói chung là nhiều lắm. City quá trời luôn, City Civic thì tùm lum cho nó. Morning đó nè, Morning này là mình có bán có 155 triệu thôi. Động cơ máy là 1.25 4 máy đời 2014. 4 mâm đúc, 4 vỏ đẹp, sơn xi ok, anh em mua về sẵn đi. Máy gầm ngon. Đó, cực kỳ tốt và rẻ cho anh em mình luôn, để cho anh em mình 155 cành ha. Ở đây có con Awel nữa nè, Awel này, Awel 2016 chứ. 16 nỉ riêng, tuple nỉ riêng, xe gia đình, không lỗi, không taxi, không dịch vụ, bao quốc hồ sơ, để anh em mình 198 cành, ok chưa? Và cũng như trong clip này, anh em nào có comment, có đăng ký kênh, đến đây xem xe em tặng cho anh em mình 5 triệu nha. Tặng 5 triệu, à. Ở đây có con City số tự động đời 2014, máy mới, máy 2015-16 chung á. Chung với con City mà màu xanh hồi sớm em đăng anh chị ha, chung với con đó luôn á, chung một máy nhưng mà khác form ha. Em này vẫn là lấy số vô lăng rồi, form mới rồi đó, máy mới cực kỳ đẹp anh chị nha, số tự động nha. Để cho anh chị mình xe này là 305 triệu, nhân viên lóc cửa rồi, 305 triệu là con số tự động chạy ha. Xe nguyên zin anh chị nha, máy số zin luôn nha. Đó, form dáng rất là đẹp anh chị ha. Ở đây có con xe tải cọc rồi, còn Ertiga. Ertiga này thì còn nguyên zin luôn nè anh chị. Anh em mua chị mình mua về là việc lên xe đi thôi, 315 triệu, 2015, số tự động, xe đẹp, máy gầm số ngon, sơn xi ok, mua về sẵn đi, bao xài bao chạy, bao chén bao quay đầu anh chị nha. Đó, ở đây thì có thêm món ninh tự động nữa nè, có 170 triệu à, tự động 2009, động cơ máy 1.1 4 máy đó, phun xăng điện tử đó, số tự động, gia đình, không lỗi, không taxi, để anh em mình 170 triệu. Ở đây có Innova 2012 nè, và cũng như trong clip này là em quay rồi, quay tổng thể và báo giá cho anh em mình nha. Chứ mà hả, anh em kêu em quay chi tiết thì anh em phải comment vô, hoặc là anh em inbox trực tiếp cho Zalo của em là 0397026935 hoặc 0564717171, thì em sẽ gửi clip chi tiết từng xe đó cho anh em mình. Hai cái Zalo đó là Zalo chính thức của em ha, chứ không phải nhân viên nha. Anh em cứ inbox cho em đi, em gửi đường link qua xe chi tiết cho anh em mình xem. Như con này là 2012, đang để anh em mình có 260 triệu nè. Innova 2012 đăng kiểm dài, 4 mâm mới, 4 vỏ mới, 260 triệu quá rẻ. Dây GL với con máy dầu thì có mấy chục mà. Dây GL 2003, hai dàn lạnh, xe gia đình, không lỗi, không taxi, không dịch vụ, để anh em mình 145, bao xài bao chạy, bao chén bao quay đầu nha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt anh em nha. Morning dây nè, Innova nữa nè. Innova này là Innova 2014 nha anh chị nha. 2014 bản E xịn, gia đình chạy mới có 80.000 thôi, không lỗi nhỏ. Đó. Anh em có tin không? Để cho anh em mình 365 triệu đúng xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, chạy 8 mấy ngàn nguyên zin. Đó, Morning nữa nè. Quá trời xe đẹp luôn, anh chị qua lựa chạy thử thoải mái vô tư nha. Ertiga. Còn XL7 thì trong nhà, XL7 thì lướt cho 50.000, 2021 mình để trong nhà ha. Thì sau đó mình để cho anh em mình là 498 bằng với con Brevia. Còn xe này thì có 315 thôi. Đó, anh em qua lựa đi. Anh em mua xe gọi số 0866-6789-71 để gặp nhân, 0834-333-371 để gặp Cường. Bên mình nhiều xe lắm anh em thấy không? Hôm nay Chủ nhật anh em thấy khách đông không? Quá trời luôn nè, nhưng mà hình như sáng giờ bán được mới có 4 xe thôi. Bình thường mấy ngày trước hay mấy tháng trước anh chị, lúc mà chưa ế là bình thường Chủ nhật là bán 6-7 xe, giờ bán có 4 xe thôi, sáng giờ ế. Nói chung anh em qua lựa tham khảo, lấy thử chạy thử vô tư ha. Nơi giao lưu trao đổi với bà con, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Rất là nhiều ô tô cho anh chị mình. Anh chị mua với lòng gọi với số ha, địa chỉ anh em cứ gọi lên Google Thịnh Bến Tre đi theo vị trí nha. Đó, anh em nào xem được xe nào alo cho em, và anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video hơn nha. Cảm ơn, hẹn gặp anh em clip sau nha.